xưa hai đứa học giỏi nhất môn gì? Nói về học quá hả? Hỏi bao năm trước giùm em. Bao năm trước giùm em? Em về em vô học hả? Không, em có học chứ. Nhưng mà em phải suy nghĩ lại cái môn mà em giỏi nhất. Chắc nó khó nghĩ ra lắm. Em trả lời luôn đi. Em học giỏi toán lý quá, sinh tử địa, thể dục thể thao. Chính em thần đồng chứ. Gì em giỏi? Sao lớn lên đi la chim vậy? Đi la chim vậy? Đi la chim vậy? Đi la chim vậy? Đua đẩy. Không. Một. Hai. Ba. Nhanh như chớp nhí mùa ba. Còn 3 ngày nữa. Đón xem Nhanh như chớp nhí mùa 3 lúc 20 giờ từ ngày 10 tháng 5 trên kênh Vi Giải Trí.